Chào mừng quý vị, các bạn và các em đang đến với chuyên mục Khoa học trò của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình của chúng ta hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tiểu mục Tuổi Chúng Mình mời các bạn và các em cùng đón xem những hoạt động hiệu quả của câu lạc bộ tiếng Anh trường Trung học phổ thông Chu Văn An Triệu Phong. Tiểu mục Nét đẹp tuổi hoa, chúng ta hãy cùng làm quen với một bạn nam hiện đang học tại trường Trung học phổ thông Vĩnh Đình Triệu Phong. Bạn ấy xuất sắc như thế nào, có những thành tích nào nổi bật? Hãy cùng đón xem trong phần sau của chương trình các bạn nhé. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết, mời quý vị, các bạn và các em cùng theo dõi. Thưa quý vị, các bạn và các em, tiếng Anh là một trong những môn học chính trong chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, phân chia theo 3 cấp bậc đào tạo chính, gồm cấp tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5, cấp trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9, cấp trung học phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12. Điều đó có nghĩa là học tiếng Anh hiện nay rất phổ biến với nhiều hình thức. Mỗi bạn học sinh sẽ có những cách tiếp cận học khác nhau. Trong đó, hình thức học thông qua mô hình câu lạc bộ được nhiều bạn lựa chọn. Hãy cùng Khoa học trò đến thăm một câu lạc bộ tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Triệu Phong với rất nhiều những hoạt động bổ ích cũng như tăng thêm niềm yêu thích học tiếng Anh của các bạn ở đây nhé. Để nâng cao trình độ ngoại ngữ của người học, đồng thời tạo môi trường thực tế để các bạn học sinh có thể ứng dụng, luyện tập những kiến thức đã học vào thực tiễn, việc thành lập câu lạc bộ tiếng Anh là điều hữu ích, hỗ trợ rất nhiều cho học sinh. Xuất phát từ lý do đó, câu lạc bộ tiếng Anh của trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã được thành lập từ năm 2020. Hiện nay câu lạc bộ gồm có 20 thành viên là những bạn có niềm yêu thích đặc biệt với tiếng Anh. Mỗi tháng, các bạn sẽ sinh hoạt một lần vào đầu tháng với từng chủ đề của tháng cụ thể. Câu lạc bộ tiếng Anh của các trường học là sân chơi được tạo ra giúp học sinh thể hiện mình, tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Qua những buổi sinh hoạt với từng chủ đề khác nhau, các bạn học sinh từng bước phá bỏ được rào cản tự ti, ngại ngùng để tiến bộ hơn với tiếng Anh. Từ những cái hoạt động nhỏ thì lúc đầu có thể là những trò chơi rất là đơn giản, nhưng mà sau đó thì mình cũng nâng dần lên thành những cái buổi thảo luận, hay là những lần mà mình làm, các bạn có thể tham gia làm thiệp chúc mừng, sau đó là các bạn lại thuyết trình với cái ý tưởng của mình, thì đó là những cơ hội mà vừa phát triển được những về năng lực chuyên môn của các bạn nói chung, tức là trong việc nghe nói tiếng Anh một cách trong môi trường tự nhiên. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể phát triển được những kỹ năng sống giúp các bạn có thể tự tin hơn, bây giờ có thể là đứng trước đám đông mà có thể nói mà không phải là rụt rè, hay là có thể mạnh dạn nói dù đúng hay sai thì có các bạn và các thầy cô khác cùng tham gia góp ý. Do đó dần dần thì câu lạc bộ đã trở thành giống như một cái ngôi nhà thứ hai cho những bạn yêu thích tiếng Anh và các bạn tham gia rất là nhiệt tình. Trong các buổi sinh hoạt, thành viên câu lạc bộ được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích như tranh luận, thảo luận sâu về chủ đề trong từng chương trình học trên lớp hoặc các vấn đề hot trong xã hội. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ kết hợp với liên chi đoàn thường xuyên tổ chức thi hùng biện, hát tiếng Anh, dẫn chương trình bằng tiếng Anh, sáng tác bảo tường, tham gia cả cuộc thi giới thiệu về quê hương, về trường bằng cả video clip sử dụng 100% tiếng Anh. Mỗi buổi sinh hoạt như thế, thầy cô sẽ chủ trì với tư cách người hướng dẫn, đánh giá. Còn học sinh đóng vai trò MC điều khiển, tự tương tác với nhau, thỏa sức phát huy năng khiếu, khả năng hùng biện. Ngoài việc học trên trường thì việc tham gia các câu lạc bộ cũng sẽ là một cơ hội để cho các bạn và các bạn trong trường tham gia, nhất là học hỏi lẫn nhau, phát triển những kỹ năng vốn có và sẽ có thể là học đến thêm những kỹ năng mà mình chưa biết từ những bạn bè và thầy cô. Từ khi tham gia câu lạc bộ tiếng Anh thì em tham gia nhiều các hoạt động vui chơi và nói bằng tiếng Anh, và khi nói thì cũng đi với đó là cải thiện kỹ năng nghe của em, cho nên là việc học tiếng Anh của em cũng trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Câu lạc bộ tiếng Anh của trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã tạo môi trường cho các bạn học sinh yêu thích tiếng Anh trong trường được thực hành, ứng dụng những kiến thức tiếng Anh đã học vào thực tiễn cuộc sống, là nơi để các bạn học tập và trao đổi kinh nghiệm về các kiến thức với nhau. Đồng thời, câu lạc bộ cũng là nơi để nhà trường có thêm những cơ hội để tìm kiếm, phát hiện ra những bạn học sinh có năng khiếu về tiếng Anh, từ đó tạo môi trường để bồi dưỡng và phát triển năng lực cho các bạn. Câu lạc bộ tiếng Anh chính là một trong những cái nhân tố mà không thể thiếu để góp phần giúp cho đoàn viên thanh niên phát triển toàn diện những cái kỹ năng. Và hiện nay thì kỹ năng Anh ngữ là một cái kỹ năng rất là quan trọng trong cái giai đoạn hội nhập quốc tế. Và đoàn trường đánh giá là với những cái hoạt động mà câu lạc bộ tiếng Anh đã
xây dựng và thực hiện, đó đã góp phần rất lớn để làm nên cái thành công chung của phong trào của nhà trường. Từ thực tế một số hạn chế của việc học ngoại ngữ hiện nay tại địa phương, khi người học phải tự tìm kiếm cơ hội để ứng dụng ngôn ngữ học được trên lớp, thì việc thành lập câu lạc bộ tiếng Anh tại các nhà trường như trường Trung học phổ thông Chu Văn An là phương pháp hiệu quả để giúp các em học sinh yêu thích bộ môn này có cơ hội nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, để các em có điều kiện rèn luyện tự tin hơn khi chủ động giao tiếp bằng tiếng Anh. Không những thế, câu lạc bộ còn giúp gắn kết các thế hệ học sinh với nhau nhằm chia sẻ kinh nghiệm học tập, chia sẻ những điều thú vị trong trải nghiệm ngoại khóa. Bởi học tốt tiếng Anh sẽ mở ra vô vàn cơ hội cho tương lai của các bạn học sinh. Quý vị, các bạn và các em thân mến, tiểu mục Nét Đẹp Tuổi Hoa tuần này, chúng ta sẽ cùng làm quen với một bạn nam là lớp trưởng của lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Vĩnh Định, huyện Triệu Phong, bạn Nguyễn Trơn Hiếu. Hiếu không chỉ là một lớp trưởng năng nổ mà còn là một đoàn viên xuất sắc của đoàn trường Trung học phổ thông Vĩnh Định trong cả hoạt động bề nổi với nhiều thành tích được ghi nhận. Hãy cùng xem đó là những thành tích nào qua phóng sự ngắn sau đây của phóng viên Hoa Học Trò, các bạn nhé. Trong cuộc sống quân ta có rất nhiều tấm gương sáng về sự đam mê trong học tập. Bạn Nguyễn Trơn Hiếu chính là tấm gương như thế. Trong 3 năm học cấp 3, Hiếu luôn giữ cương vị lớp trưởng của lớp và được đánh giá là một lớp trưởng năng nổ, nhiệt tình. Vừa qua, bạn đã đạt giải khuyến khích môn hóa học cấp tỉnh, bằng khen của tỉnh đoàn về học sinh 3 tốt. Và đặc biệt, Hiếu đã vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong vì hành động nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Hiếu thì là một học sinh tôi đã theo từ lớp 10 lên lớp 12, tôi đã dạy em 3 năm. Và trong quá trình học 3 năm đó thì thực sự Hiếu là một người con ngoan, trò giỏi. Lên lớp là một người rất có trách nhiệm, bất kỳ hoạt động lớp nào, kể cả hoạt động riêng của lớp hay cả cái hoạt động làm bài tập nhóm của bộ môn tôi, thì tôi thấy Hiếu là rất nhiệt tình, luôn là người chủ động trong công việc. Và ngoài ra, tôi là cán bộ đoàn nên tôi thấy rằng trong các hoạt động ở ngoài trời, các hoạt động như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thì Hiếu luôn là người tham gia tất cả các hoạt động đó. Dù một số môn em không có năng lực nhưng luôn là một người cổ vũ rất là nhiệt tình. Và đặc biệt trong thời gian vừa qua là Hiếu đã được Ủy ban Nhân dân huyện và Sở Giáo dục là khen tặng trong việc là nhặt được của rơi và trả lại người mất. Đó là một cái hành động nêu gương mà tôi hy vọng rằng tất cả các học sinh của trường Trung học phổ thông Vĩnh Định sẽ noi gương theo Hiếu và làm điều đó. Nguyễn Trơn Hiếu không chỉ là một tấm gương đam mê học tập, nghiên cứu, bạn còn được thầy cô và bạn bè biết đến là một cậu học trò hiền lành, gương mẫu. Là một lớp trưởng, bạn không chỉ gương mẫu trong thực hiện nội quy, nề nếp của trường mà còn tuyên truyền, động viên các bạn cùng thực hiện tốt. Bởi vậy, tập thể lớp 12A1 luôn đi đầu trong các phong trào của nhà trường. Mình cảm thấy bạn Hiếu thì trong học tập bạn là một người siêng năng và chăm chỉ, và trong quan hệ với bạn bè thì bạn là một người hòa đồng, luôn tràn đầy năng lực tích cực và luôn giúp đỡ bạn bè. Thì mình thấy là bạn Hiếu là một người là rất là siêng năng và cố gắng trong học tập. Thì là con trong bạn bè thì là bạn Hiếu là luôn giúp đỡ bạn bè những lúc khó khăn và luôn là đứng ra để mà giúp đỡ những lớp trong những việc mà kiểu như là không ai là bạn Hiếu sẽ là làm trong những việc đó. Bạn là một người rất có trách nhiệm với lớp, với cương vị lớp trưởng của lớp. Bên cạnh vai trò lớp trưởng, Hiếu còn là ủy viên ban chấp hành toàn trường. Bạn đã thể hiện sự năng nổ, nhiệt tình, đầy trách nhiệm với những công việc chung của nhà trường. Hiếu cùng với các thầy cô và các bạn trong ban chấp hành triển khai và tổ chức nhiều hoạt động của đoàn trường, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, phong trào đoàn và thanh niên trường học. Sự năng nổ ấy của Hiếu cũng chính là động lực để Hiếu nuôi dưỡng ước mơ trong tương lai của mình. Ước mơ của em sau này em sẽ muốn trở thành một chú công an chữa cháy, và em muốn để phục vụ cho đất nước vì những vụ cháy dẫn đến nhiều rất là nhiều cái thương tâm, và em muốn những cái đó sẽ không còn nữa, và em muốn sau này ra sẽ giúp người dân, và không những thế thì em cũng muốn có một công việc ổn định để có thể giúp đỡ gia đình. Để thực hiện ước mơ đó thì em đang cố gắng học tích cực học tập để có thể đạt được những kiến thức mà mình sẽ vận dụng và sẽ trau dồi thêm đạo đức nữa để có thể trở thành một công dân tốt. Với những thành tích và khả năng học tập cũng như sự nhiệt tình của Hiếu trong các hoạt động của đoàn,
bạn xứng đáng được vinh danh là học sinh ba tốt, xứng đáng với những bằng khen, giấy khen mà bạn được trao tặng trong suốt 3 năm học vừa qua. Và hy vọng Hiếu sẽ không dừng ở đó mà tiếp tục bay cao, bay xa trên con đường chiếm lĩnh tri thức trong tương lai và thành công với ước mơ trở thành một cảnh sát phòng cháy chữa cháy của mình. Quý vị, các bạn và các em thân mến, tiểu mục Nét đẹp tuổi hoa với hình ảnh của bạn Nguyễn Trương Hiếu, lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Vĩnh Định, huyện Triệu Phong cũng đã khép lại chuyên mục Khoa học trò tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Chúc các bạn và các em có một tuần học mới thật hiệu quả và tươi vui bên thầy cô và bạn bè của mình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.